Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Bạn nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là 5 cái nguyên nhân mà tại sao mà cái cây đậu bắp của mình đó các bạn mà nó tốt quá mà nó không chịu ra trái nha mọi người ha. Để giúp cho các bạn là xử lý cái tình trạng là đậu bắp mà nó không ra trái thì mình có thể mình xử lý như thế nào. Thì thật chất thì có một bạn ở bên tỉnh là Vĩnh Long các bạn, và một anh ở bên Bến Tre, hôm bữa cũng có là điện thoại mình hỏi về cái vấn đề này. Thì sẵn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái nguyên nhân ha. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ nói về giống nha mọi người ha. Thì chúng ta sẽ chọn những cái giống F1 nha mọi người. Và những cái giống này là phải là những giống ngắn ngày thì các bạn là trồng nó mới tốt nha các bạn ha. Hoặc là các bạn có thể là chọn những cái giống lùn. Ở những cái video trước thì mình cũng có là chia sẻ cho các bạn về cái phần cái vấn đề này rồi. Thông thường thì chúng ta sẽ nên chọn những cái giống mà khoảng từ là 35 đến 40 ngày là thu hoạch là được nha mọi người ha. Còn những cái giống mà từ 50 đến 55 ngày á thì các bạn hạn chế nha. Và cái nguyên nhân thứ hai thì mình sẽ nói là về đất nha các bạn ha. Thì các bạn là phải kiểm tra đất của mình á là nó có phù hợp với cái cây trồng của mình hiện tại hay không. Ví dụ như đất của mình mà nó bị phèn nha mọi người ha thì cây của mình nó cũng không phát triển được, hoặc là đất của mình á nó thiếu chất dinh dưỡng thì cũng sẽ là không được nha các bạn ha. Thì đó là cái nguyên nhân thứ hai. Và cái nguyên nhân thứ ba các bạn, đó là ánh sáng. Thì ở đây chúng ta trồng đậu bắp các bạn là nó phải có đầy đủ ánh sáng thì nó mới quang hợp được và nó phát triển nha mọi người ha. Những bạn mà trồng gần, các bạn nghĩ là trồng đậu bắp mà chúng ta trồng 2,5 tấc nè, là một cây mình trồng nhiều thì trái nó sẽ nhiều đúng không? Thật chất đây là cái quan niệm sai lầm nha mọi người ha. Các bạn phải trồng thưa khoảng từ là 4 tấc trở lên thì cây của mình là nó mới phát triển tốt nha các bạn ha. Các bạn mà lỡ rồi đó, bây giờ các bạn trồng theo cái mí bạc đó có 2,5 tấc một tấc đó, một gốc đó, thì bây giờ thì mình sẽ tỉa những cái chèo gốc nha mọi người ha, thì nó sẽ tập trung nó ra trái nha mọi người, nó không có tập trung nó sinh trưởng nữa mà nó sẽ sinh thật ha. Tư nha mọi người ha. Cái đó là cái vấn đề là về nước. Thì đậu bắp á các bạn thì các bạn là phải tưới nước đủ cho nó, và ở đây thì chúng ta phải kiểm tra cái độ pH cũng như là cái độ mặn của nước nha mọi người ha. Nếu như mà cái nước của mình á mà nó không có đảm bảo được cái vấn đề là ngọt á các bạn thì cây của mình cũng chậm phát triển, thậm chí là nó không sống được ha. Và tiếp tục là mình sẽ nói về cái vấn đề thứ năm nè, đó là cái vấn đề là bón phân. Thì ở cái phần phân này á, thì các bạn là phải bón đúng cái định kỳ của nó, và ở đây thì chúng ta phải bón đúng những cái loại phân nha. Ví dụ như là phân 20-15 nha mọi người ha. Thông thường là sử dụng 20-15 là ok, tại vì nó vừa có đạm nè và nó vừa có cái kali cũng như là cái lân các bạn, để nó khử đi cái độ pH. Còn những bạn nào mà không biết, các bạn sử dụng những cái phân đạm nhiều hoặc là những cái dòng như là DAP các bạn, nó sẽ giúp cho cây của mình nó phát triển cực kỳ tốt luôn, cây nó xanh tươi tốt lá này nọ, nhưng mà nó không có trái nha mọi người. Và ngoài ra đó là những cái nguyên nhân là mình chia sẻ cho các bạn, nhưng mà cái cách khắc phục thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ cho mọi người nè. Nếu như là chúng ta không có kiểm tra được các bạn không có thời gian mà đi tỉa lá nè, thì chúng ta có thể là mua cái chai thuốc là 10-60-10 để chúng ta xịt nha mọi người, để nó kích thích ra bông ra quả nha mọi người. Ở trên thị trường bán chỉ có 10 hoặc là 15 ngàn là cho một chai thôi, thì các bạn có thể là bạn sử dụng, thì nó có dạng gối dạng bịch tùm lum à, nhưng mà các bạn có thể là sử dụng ha. Và đó là 5 cái nguyên nhân mình muốn chia sẻ cho mọi người là tại sao cây đậu bắp của mình nó không ra trái, và mình cũng đã nêu được những cái loại thuốc gì để cho các bạn mà có thể là xịt phòng ha. Bạn nào mà đang quan tâm thì có thể là đăng ký kênh mình để mà mình có động lực mình phát triển kênh nha. Rồi mình xin được mến chào.